Vâng, một mẫu xe 7 chỗ nhá. Số tự động sản xuất 2009. Bên em để cho bác là 158 triệu thôi. Con này 7 chỗ ngồi nhá, số tự động. Cực kỳ hợp lý ạ. Và đặc biệt là cái hay nữa nhá. Con này máy 1.8 thôi, 7 chỗ ngồi, số tự động, sản xuất năm 2009. Em để cho bác là 158 triệu. Đã rẻ chưa? Trả thẳng luôn nhá các bác nhá, không phải trả góp gì đâu ạ. Có phần để đồ ăn này. Đó, bên kia cũng vậy nhá, có đầy đủ hết. Vâng, em chào các bác, tiếp tục hôm nay lên sóng cho bác xem một mẫu xe ở đây. Các bác lần đầu xem video của em, nếu thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh và nút thông báo để thường xuyên xem những mẫu xe mới nhất ở bên em thường xuyên cập nhật nhá. Dạ vâng, một mẫu xe đến từ thương hiệu của Mỹ đây. Có máy 1.8 thôi, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu nhá. Đó, sử dụng số tự động, sản xuất 2009 này, có số tự động này. Đó, vô lăng đẹp này. Có túi khí đầy đủ nhá, đây là phiên bản đủ nhá. Đó, trang bị túi khí này, đầy đủ này. Gương kính chỉnh điện này, gương gập điện này, màn hình Android này, đa chức năng này, âm thanh hay này, nội thất đẹp này, kết hợp cả cam lùi nhá. Đây, màn hình đây, màn hình Android to đùng này, điều hòa mát lạnh này, 7 chỗ ngồi, máy 1.8 thôi, đó, sản xuất 2009 nhá. Cái tầm tiền này khẳng định luôn là không có con xe nào hợp lý hơn con xe này nhá. Đó, tại vì em là dân buôn xe nên là em nói chuẩn luôn các bác, mua này khá hợp lý này. Toàn bộ đây, đinh chốt bản lề đẹp này, ốc còn nguyên này. Các bác lần đầu xem video của em hào phóng cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ, em cảm ơn các bác nhiều. Con này đèn cột đằng sau nhá, buổi tối rất đẹp nhá. Đó, táp ly đây, đẹp này. Đó, kính chốt đẹp này. Nội thất cũng rất là sáng sạch luôn. Đây là tì để tay này, được chưa? Con này các bác mua về vừa chạy gia đình hoặc là vừa chạy thêm tí dịch vụ cũng rất là hay, tại vì nó tiết kiệm nhiên liệu mà. Đó, nói chung là dòng 7 chỗ hầu như con này là tiết kiệm nhất rồi các bác ạ. Đó, 7 chỗ thì những cái đời này thì đại đa số là 1.8 là bé nhất rồi, còn toàn 2.0 trở lên hết. Được chưa? Đấy, con này là tiết kiệm nhất trong dòng 7 chỗ rồi, lại còn số tự động. Có vô lăng nó đẹp này cơ mà. Các bác nhìn này, có túi khí đầy đủ nhá. Có trang bị đầy đủ luôn. Khá nhiều option. Một mẫu xe đến từ thương hiệu của Mỹ thì cực kỳ nhiều option rồi. Đồ đạc thì nhiều, form cực kỳ chất lượng. Có trang bị mâm đúc nhá, 4 quả lốp mới tinh. Đó, nói chung là mới tinh thì không nói, nhưng còn tương đối nhá, tương đối đẹp, lốp còn tương đối đẹp. Toàn bộ là đèn pha này, đó, có đèn bi cầu rất sáng vào ban đêm, đó, có đẹp luôn. Màu đen rất khỏe xe và sang trọng. Con này được mang tên là Chevrolet Vivante, sản xuất 2009, số tự động. Bên em bán giá là 158 triệu, không vậy có nào quan tâm đến con xe này có thể liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0988 048888 hoặc 0926 836 686. Địa chỉ em ở Yên Dũng, Bắc Giang ạ. Lốp đẹp đây, lốp chưa đẹp chưa? Đăng kiểm còn này. Sau đây mời bác em xem phần khoang máy động cơ nhá của chiếc xe này. Nói chung là khẳng định luôn, con xe này khá đẹp và chất lượng, tạp lô là đẹp này cơ mà, được chưa? Độ lên cái phần chai nước này các bạn. Có phần điều khiển là chốt chốt cửa tự động nhá các bạn nhá. Đây này, điều khiển là chốt cửa này. Máy ngon này. Và xe là bên em có cam kết cho bác bằng văn bản đầy đủ luôn là xe không bị đâm đụng và không bị ngập nước ạ. Màn hình cảm ứng này, có thể lắp sim hoặc dùng YouTube đầy đủ nhá. Cam lùi led căng này. Đó, gương gập điện này, gương gập điện này, điện ra này, gương gập ra này. Đó, nói chung là khá hay. Ở kính lái, kính auto cơ, khá hiện đại luôn. Máy thì lỗ êm, nói chung là khá hợp lý. Máy êm này. Đó, máy lỗ êm nhá các bác nhá. Em nói thật các bác, những xe này không mua thì mua xe nào. Cái sự lựa chọn mà lại mua được con xe số tự động 2009 mà giá hơn 100 triệu, quá hợp lý. Máy thì lổ thút thít, rất êm, quá tuyệt vời. Với một chiếc xe, tìm được những mẫu xe giá hợp lý bán cho các bác rất là thích luôn. Tại vì các bác có nhu cầu chỉ có tầm tiền hơn 100 mà lại không tìm được những con xe hợp lý cho mình, thì đây là một sự lựa chọn rất là tốt nhá, hoàn hảo nhá. Vâng, em cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em. Hẹn gặp lại bác Phi trong sau. Thân ái chào, tạm biệt các bác.